Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo khoác cổ vẽ như thế này. Đây là phần cổ ha. Đây là phần cánh tay, phần thân áo và viền áo. Mình sử dụng sợi len mil cotton cuộn 125g ha. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Và để móc cái mẫu áo này cho thân áo của mình được mềm mại hơn thì mình sẽ sử dụng kim 4mm, 4.0mm nè. Nếu các bạn không có mẫu kim này thì cũng có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len mà các bạn đang có. Thì đầu kim của mình nó sẽ to gấp đôi hoặc là hơn gấp đôi so với sợi len ha, là được cho cái phần thân áo của mình được mềm mại hơn. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này gây nên cho mình một dây móc xích dài 66 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã có được 66 mũi móc xích liên tiếp với nhau, ta tạo ra được độ rộng của phần cổ nè. Thì từ đây tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Đâm kim vào chân móc thứ 66, móc một mũi kép đơn. Khi có được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi ha, tiếp tục cho mình 7 chân kế tiếp, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn. Thì mình có một mũi kép đơn rồi nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba vào chân thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu. Mũi kép đơn thứ bảy và mũi kép đơn thứ tám. Khi đã có được 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau thì ở chân móc kế tiếp là chân móc thứ 9 và chân móc thứ 10, mình sẽ tạo một góc vuông ở hai cái chân móc này ha. Thì chân thứ 9 móc 2 mũi kép đơn. Được 2 mũi kép đơn rồi, lên một xích. Chân móc thứ 10 móc 2 mũi kép đơn. Như vậy là ở đây mình sẽ tạo ra được một cái góc vuông như thế này. 2 mũi kép đơn, một xích và 2 mũi kép đơn vào chân thứ 9 và thứ 10 ha. Cạnh móc tiếp theo sẽ là cạnh của phần vai nè. Các bạn sẽ móc cho mình 14 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn ha. 1 chân thứ 2 mũi kép đơn thứ 3 4 kép đơn thứ 5 mũi kép đơn thứ 6 mũi kép đơn thứ 7 mũi kép đơn thứ 8 kép đơn thứ 9 mũi kép đơn thứ 10 mũi kép đơn thứ 11 mũi kép đơn thứ 12 mũi kép đơn 13 và mũi kép đơn 14. Khi đã có được 14 mũi kép đơn liên tiếp với nhau thì đây sẽ là phần vai đầu tiên ha. Để tiếp tục cái cạnh tiếp theo thì các bạn sẽ tạo cho mình một góc vuông ở hai chân móc kế tiếp. Thì hai góc vuông này tương tự như hai góc vuông ban đầu nè. Chân kế bên móc 2 mũi kép đơn.
Từ đây móc lên một xích. Chân kế tiếp móc hai mũi kép đơn. Như vậy là ta tạo ra được góc vuông thứ hai. Thì từ cái góc vuông thứ hai này mình sẽ móc tiếp cái cạnh tiếp theo là cạnh phía sau lưng. Thì cạnh này các bạn cũng móc cho mình 14 mũi kép đơn ha. 1 2 3 Kép đơn 14. Sau khi có được 14 mũi kép đơn liên tiếp với nhau thì tiếp tục tạo thêm một góc vuông thứ ba ở đây. Thì góc vuông thứ ba cũng tương tự ha. Hai chân liên tiếp với nhau, chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn. Sau đó lên một xích. Và chân kế tiếp móc hai mũi kép đơn. Ta có được góc vuông thứ ba rồi ha. Thì tiếp tục cạnh móc tiếp theo sẽ là cạnh vai còn lại. Móc cho mình 14 chân liên tiếp. Mỗi chân là một mũi kép đơn ha. 1 2 3 Kép đơn thứ 14. Sau khi có được 14 mũi kép đơn liên tiếp với nhau thì mình sẽ có được cạnh vai còn lại ha. Tiếp tục tạo thêm một góc vuông còn lại, góc vuông thứ tư ở hai chân móc kế tiếp. Hai mũi kép đơn nè. Lên một xích. Hai mũi kép đơn vào chân kế tiếp. Ta có được góc vuông thứ tư rồi ha. Thì cạnh móc còn lại lúc này của mình sẽ còn 8 chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào 8 chân này, mỗi chân là một mũi kép đơn để mình ghép với cái cạnh bên này ha. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Mũi kép đơn thứ sáu. Mũi kép đơn thứ bảy. Và mũi kép đơn thứ tám. Như vậy là mình kết thúc được hàng đầu tiên ha, tạo ra được 4 góc vuông và 4 cạnh nè. Móc lên 2 xích. Khi ta đặt cái phần cổ áo xuống mặt phẳng thì nó sẽ tạo ra một cái hình vuông như thế này. Ở đây mình có 3 cạnh, mỗi cạnh là 14 mũi kép đơn nè. Và cái cạnh còn lại của mình 8 cộng 8 là 16, nó sẽ dư ra 2 mũi ha. Thì 2 mũi này mình sử dụng để làm khoảng trống, mình may nút cũng như là cài nút vào nè. Đây, khi may lại như thế này thì ở đây nó cũng có cái kích thước bằng với 14 mũi ở các cái cạnh còn lại ha. Nếu mà các bạn muốn tăng size cho phần cổ áo mình rộng hơn á thì các bạn sẽ tăng đều cho mình ở 4 cạnh ha. Ví dụ như mình có mỗi cạnh là 14 mũi, khi tăng size thì mỗi cạnh của mình sẽ là 15 mũi hoặc là 16 mũi, tùy vào kích thước mà các bạn mong muốn nha. Gập đôi cái phần thân bên trên lại nè. Cái phần thân mình cài nút xuống phía dưới thì ta sẽ có được một cái phần cổ hình chữ U như thế này. Thì các cái mẫu cổ vuông này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước. Các bạn nào mà không thích cái mẫu cổ chữ U này thì có thể tham khảo ở clip trước. Mình có hướng dẫn cũng như là tăng size cụ thể hơn ha. Hàng móc thứ hai quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc này các chân móc đầu tiên mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên một mũi kép đơn.
chân bên cạnh một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông đầu tiên mà mình gặp ha. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho cạnh móc đầu tiên đến góc vuông đầu tiên mà mình gặp nè, thì cái góc vuông của mình ở phía dưới hai mũi kép đơn xen kẽ là một xích và hai mũi kép đơn, thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống ở chính giữa. Đây, khoảng trống này mình sẽ tạo một góc vuông ha. Thì góc vuông của mình sẽ gồm có hai mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống này. 1 2. Có được hai mũi kép đơn rồi, lên một xích. Tiếp tục hai mũi kép đơn nữa vào cùng một khoảng trống. Ta tạo ra được góc vuông đầu tiên cho hàng móc thứ hai. Để tiếp tục cạnh móc tiếp theo thì thông thường các bạn sẽ để ý cho mình nè, 4 mũi kép đơn ở cái khoảng trống đầu tiên này nó sẽ tạo ra một cái độ dày. Thì cái độ dày này nó sẽ giúp mình che được cái mũi móc đầu tiên mà mình bỏ qua. Tức là mình sẽ không móc vào chân đầu tiên ha, mà di chuyển kim đến cái chân móc thứ hai. Ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên nè, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Tiếp tục chân kế bên một mũi kép đơn. Như vậy là 4 mũi ở cái khoảng trống này nó sẽ giúp mình che được cái mũi móc đầu tiên mà mình bỏ qua nè ha. Nó sẽ không có bị hở ở điểm này. Thì từ đây mình tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông tiếp theo mà mình gặp. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn đến góc vuông tiếp theo mà mình gặp, thì các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống của cái góc vuông phía dưới là cái mũi xích này nè, cái khoảng trống của mũi xích này ta cũng móc vào đó một góc vuông tương tự ha, giống như cái góc vuông đầu tiên mà mình tạo ở đây nè, cũng móc hai mũi kép đơn. Lên một xích, tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng khoảng trống đó. Ta tạo ra được góc vuông thứ hai cho hàng móc thứ hai. Để tiếp tục cái cạnh tiếp theo thì tương tự giống như cái cạnh đầu tiên nè, các bạn cũng bỏ qua cho mình chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp một mũi kép đơn. Thì ở đây cái góc vuông này nó cũng có cái độ dày vừa đủ để mình che được cái mũi mà mình bỏ qua ha. Từ đây mình sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Cái góc vuông này mình cũng làm tương tự ha. Cũng móc vào khoảng trống của góc vuông một góc vuông và bỏ qua chân đầu tiên để tiếp tục cái cạnh tiếp theo nha. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì các cái góc vuông của mình nè cũng bỏ qua một chân đầu tiên ha, thì mình hoàn tất được hàng móc thứ hai. Để tiếp tục hàng móc thứ ba, móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ ba này cũng làm tương tự giống như hàng móc thứ hai, ta cũng móc mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến góc vuông đầu tiên mà mình gặp thì tương tự như hàng móc bên trên, ta cũng móc vào khoảng trống của góc vuông đó một góc vuông gồm hai mũi kép đơn.
lên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng khoảng trống đó. Ta được góc vuông đầu tiên cho hàng móc thứ ba. Để móc cạnh móc tiếp theo thì tương tự như hàng móc phía dưới ha, cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Chân kế bên một mũi kép đơn. Như vậy là góc vuông này mình cũng tạo được như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc. Như vậy là phần cổ áo của mình sẽ hoàn tất như thế này. Từ đây mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như các cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây và cũng tạo các cái góc vuông tương tự ha. Móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi ta đạt được cái bề ngang từ cái góc vuông bên này đến góc vuông bên này. Đây, cái bề ngang của phần thân áo nó bằng với bề ngang phần ngực của bé ha. Từ hai cái góc vuông đầu tiên và cuối cùng này nè, khi gặp đôi lại ta có được cái bề ngang này bằng với bề ngang phần ngực là được. Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 7 hàng móc cho cái phần thân áo bên trên. Lúc này bề ngang từ góc vuông bên này đến góc vuông bên kia nó đã bằng với bề ngang phần ngực của bé rồi. Thì số đo phòng ngực của bé mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo ha. Bây giờ mình sẽ nối nách để tạo phần cánh tay. Ở đây mình có thay màu nè, thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn luôn cách thay màu ha. Để thay màu thì móc hết hàng móc đó, cắt len, sau đó tạo một màu mới, tạo cho mình một nút. Kéo sợi len dài để thành một nút nè. Khi có được một nút rồi, ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc bên dưới, là hàng móc mình mới vừa thay ha. Đâm kim vào chân đầu tiên nè. Kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này, từ đây móc lên hai mũi móc xích. Thì ta sẽ móc cái hàng móc nối nách từ cái điểm này ha. Móc vào chân mình vừa móc mũi dời đó một mũi kép đơn. Chân mình vừa móc mũi dời ha. Móc vào một mũi kép đơn. Chân bên cạnh móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Khi móc giấu cho mình sợi len thừa phía sau vào trong mũi móc luôn để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông đầu tiên mà mình gặp. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Sau khi đã móc được cạnh đầu tiên của phần thân áo, mỗi chân làm một mũi kép đơn đến góc vuông đầu tiên mà mình gặp, thì khác với các cái hàng móc bên trên, mình tạo vào cái khoảng trống này một góc vuông, thì ở đây các bạn sẽ móc cho mình vào đó hai mũi kép đơn trước, móc vào khoảng trống này ha, một và hai. Có được hai mũi kép đơn rồi thì bây giờ mình sẽ nối nách. Móc lên cho mình 5 mũi xích. 3 4 5. Sau đó di chuyển kim đến cái khoảng trống góc vuông kế tiếp. Đây là cái góc vuông này ha. Cũng móc cho mình vào khoảng trống của góc vuông đó hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Như vậy là mình đã nối được phần nách tạo khoảng trống để mình luồn cánh tay vào nè. Ở
Ở các cái hàng móc bên trên, khi mình móc cái cạnh tiếp theo, mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Nhưng ở đây mình đã nối nách rồi nên các bạn sẽ móc luôn cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn ha. Ta sẽ không bỏ mũi nữa. Chân kế tiếp một mũi kép đơn. Sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại. Đến góc vuông tiếp theo thì sẽ móc tương tự cho mình để nối nách tạo khoảng trống thứ hai ha. Kết thúc được hàng móc nối nách, mình sẽ tạo ra được hai khoảng trống để mình luồn cánh tay vào nè. Ở đây để xác định được tổng số mũi móc của cái vòng móc mà mình nối phần nách thì các bạn sẽ sử dụng thước dây, sử dụng cho mình 1 cm của thước dây và đo cho mình 1 cm tương đương với bao nhiêu mũi móc. Ở đây mình 1 cm tương đương với 2 mũi móc, thì các bạn sẽ lấy số đo vòng ngực nhân cho 2 mũi là cái số mũi móc này nè, thì mình sẽ ra được tổng số mũi móc của cái hàng móc mà mình nối nách ở đây. Đếm cho mình tổng số mũi móc của cạnh trước cộng với cạnh phía sau cộng với thân trước còn lại được bao nhiêu mũi, mình lấy cái tổng mà mình vừa có được trừ cho số mũi đó sẽ ra được số mũi còn lại, và chia đôi số mũi còn lại thì sẽ ra số mũi mà mình chia nách ở đây ha. Mình có để công thức trên màn hình, các bạn có thể tham khảo ha. Bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết sò ở bên dưới lên 2 xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc đầu tiên của họa tiết sò móc cho mình vào 2 chân kế tiếp nhau, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Thì 2 mũi kép đơn này sẽ là cái khoảng trống để mình may nút cũng như là cài nút vào ha, nối lại 2 phần thân. Từ đây mình sẽ tạo một họa tiết sò đầu tiên. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình 2 chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ 3 một họa tiết sò. Thì họa tiết sò của mình được móc vào chân thứ 3 gồm có 2 mũi kép đơn. Có được 2 mũi kép đơn vào chân thứ 3 rồi thì móc lên 1 mũi móc xích. Và tiếp tục móc vào chân móc mình vừa móc 2 mũi kép đơn nữa. Như vậy là mình tạo ra được họa tiết sò đầu tiên ha. Để móc tiếp cái họa tiết sò thứ hai thì khác với cái khoảng cách giữa điểm đầu tiên với họa tiết sò thứ nhất, các bạn sẽ bỏ qua cho mình 3 chân móc kế bên. Ở đây mình bỏ qua 2 chân nè, thì khoảng cách giữa 2 họa tiết sò nó sẽ cách nhau là 3 chân móc. Bỏ qua 3 chân và đâm kim vào chân thứ tư ha, móc cho mình một họa tiết sò tương tự giống như họa tiết sò mà mình vừa tạo, gồm 2 mũi kép đơn. Lên 1 xích, tiếp tục 2 mũi kép đơn nữa vào cùng 1 chân móc. Ta có được họa tiết sò thứ hai nè. Từ đây sẽ móc tương tự cho mình cho các họa tiết sò kế tiếp. Mỗi họa tiết sò nó sẽ cách nhau là 3 chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Bỏ qua 3 chân nè, móc vào chân móc thứ tư một họa tiết sò, 2 mũi kép đơn, lên 1 xích, 2 mũi kép đơn nữa vào cùng chân móc. Và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Sau khi đã móc đến cuối hàng, tạo các cái họa tiết sò như thế này thì cuối hàng của mình cũng còn chừa ra 4 mũi móc nè. Nó cũng tương tự như là cái điểm đầu tiên, ta cũng bỏ qua 2 chân và móc vào 2 chân còn lại ha. Mỗi chân sẽ là 1 mũi kép đơn. Đây, bỏ qua 2 chân nè, móc vào chân thứ 3 và chân thứ 4. Mỗi chân 1 mũi kép đơn. Móc lên 2 xích. Khi gặp đôi phần thân áo lại nè, thì lúc này bề ngang của phần thân áo nó đã bằng với nửa phần ngực của bé rồi ha.
hai cái mũi móc đầu tiên và hai mũi móc cuối cùng nè. Khi ta hoàn tất được phần thân áo ghép lại thì hai phần này nó sẽ là cái khoảng trống để mình cài nút cũng như là may nút vào ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân áo phía dưới. Quay ngược đầu móc lại. Đối với phần thân áo, hai chân móc đầu tiên mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên nè, kép đơn thứ hai. Có được hai mũi kép đơn vào hai chân đầu tiên rồi thì kế tiếp sẽ là họa tiết sò. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chính giữa của họa tiết sò kế bên này, là cái khoảng trống giữa cái mũi xích này nè ha. Móc vào đó cho mình một họa tiết sò tương tự như họa tiết sò bên trên, gồm hai mũi kép đơn. Lên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng khoảng trống. Ta sẽ có được một họa tiết sò thẳng hàng với họa tiết sò của hàng móc bên trên nè. Tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên và cũng móc vào đây một họa tiết sò. Lên một xích. Từ đây các bạn tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại ha, cũng tạo họa tiết sò thẳng hàng. Đến cuối hàng thì hai chân móc cuối cùng này mỗi chân là một mũi kép đơn. Sau đó ta cứ lên hai xích và quay ngược đầu móc lại, móc tương tự cho các hàng móc tiếp theo. Cũng tạo họa tiết sò ở chính giữa các cái họa tiết sò phía trên ha. Móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi ta có được chiều cao từ phần vai cho đến hàng móc mình thêm cuối cùng nó bằng đến cái phần hông của bé là được. Thì tùy vào cái chiều dài của phần thân áo ha, các bạn có thể móc làm sao cho ta đạt được cái chiều dài từ cái phần vai đến hàng móc thêm cuối cùng là được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần cánh tay. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc họa tiết sò, lúc này chiều cao từ phần vai xuống dưới cái hàng móc thêm cuối cùng nó đã bằng với chiều dài của cái phần thân áo rồi. Thì các bạn sẽ móc cho mình thêm một cái cánh tay như thế này. Ở đây mình đã móc sẵn một họa tiết cánh tay với các cái mũi kép đơn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hàng móc đầu tiên để phân bổ mũi cho cánh tay nhỏ lại. Tạo một nút. Kéo sợi len dài để thành một nút nè. Di chuyển kim đến phần nách. Ở đây khi mà mình nối nách, mình móc lên 5 mũi móc xích ở phần nách, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc xích nằm chính giữa, tức là chân móc xích thứ 3 ha. Kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này, từ đây móc lên 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4. Khi có được 4 mũi móc xích rồi, tiếp tục đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời, móc vào đó một mũi kép đơn. Bốn mũi móc xích mà mình gây nên thì ta lấy 3 mũi xích, nó sẽ là một mũi móc và mũi kép đơn nữa. Thì cái khoảng cách nó sẽ cách nhau là một mũi xích ở chính giữa ha, ta có họa tiết đầu tiên. Để tiếp tục họa tiết thứ hai, di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi kép đơn mà mình nối nách cuối cùng nè. Đây, đây là cái khoảng trống của cái góc vuông ha, mũi kép đơn nè. Thì đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đó, móc vào đó một mũi kép đơn. Lên một xích. Mũi kép đơn thứ hai vào cái chân móc đó. Ta có được họa tiết thứ hai. Móc họa tiết thứ ba, di chuyển kim đến chân móc kế bên, là cái chân móc mà sát cái góc vuông mình móc ở phía dưới á. Đây là cái góc vuông mà mình móc vào đó,
Thì chân móc kế bên là cái chân móc này ha. Đâm kim vào đó móc một họa tiết, một mũi kép đơn nè, một xích và một mũi kép đơn. Các cái chân móc kế tiếp, ở đây mình sẽ bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba một họa tiết, kép đơn, xích và kép đơn. Tiếp tục bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba một họa tiết, kép đơn, xích và kép đơn. Đây thì mình sẽ nối được cái phần cánh tay như thế này ha, móc tương tự cho đến cuối hàng. Bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba một họa tiết, kép đơn, một xích và kép đơn. Tương tự đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng ở bốn chân móc xích mà mình gây nên đầu tiên, các bạn sẽ đếm ngược lên cho mình vào chân thứ ba và đâm kim vào chân thứ ba móc một mũi dời để kết thúc vòng. Ta tạo ra được cái khoảng trống để mình luồn cánh tay vào nè. Đây, từ đây mình sẽ móc các cái hàng móc tiếp theo để tạo cánh tay ha. Di chuyển kim đến chính giữa của cái họa tiết đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Lúc này mũi móc của mình đã nằm ở chính giữa rồi thì gây nên 4 mũi xích. Tiếp tục móc vào cái khoảng trống của họa tiết đó một mũi kép đơn. Ta có họa tiết đầu tiên. Di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết kế bên và móc vào chính giữa đó một họa tiết ha, gồm một mũi kép đơn. Một xích và mũi kép đơn thứ hai. Tiếp tục họa tiết thứ ba vào khoảng trống của họa tiết bên trên. Một kép đơn, một xích, một kép đơn. Từ đây sẽ móc tương tự cho các cái khoảng trống còn lại. Móc vào khoảng trống này một họa tiết nè. Khoảng trống này cũng vậy ha, tương tự cho các khoảng trống còn lại. Đến cuối hàng thì đâm kim vào chân xích thứ ba móc một mũi dời và di chuyển vào khoảng trống chính giữa móc một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy cho đến khi ta đạt được cái chiều dài của phần cánh tay là được. Tương tự đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc nữa ha. Sau khi đã hoàn tất được chiều dài của cánh tay, tiếp tục tạo cho mình một nút để mình viền lại cái phần viền ở cổ tay. Để ý cho mình ở cái phần cổ tay nè. Ở chính giữa của mỗi họa tiết nó sẽ có một cái khoảng trống. Và chính giữa của hai họa tiết nó cũng có một cái khoảng trống. Thì ta tạm gọi tất cả các cái này đều là khoảng trống hết ha. Từ cái chân móc mà mình kết thúc của phần cánh tay, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống phía sau của sợi len thừa. Kéo nút ta vừa tạo qua cái khoảng trống đó. Giữ nguyên vị trí này ha, móc lên một xích. Sau đó đâm kim vào khoảng trống mà mình vừa móc á, móc tiếp vào đó một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào cái khoảng trống đó rồi, tiếp tục lên hai xích. Và khoảng trống đó cũng móc cho mình một mũi kép đơn ha. Ta sẽ có họa tiết một móc đơn, hai xích và một kép đơn vào khoảng trống nè. Bỏ qua cho mình hai khoảng trống là khoảng trống chính giữa này và khoảng trống ở giữa này. Móc vào khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn. Tiếp tục lên hai xích. Móc vào khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn. Bỏ qua hai khoảng trống kế bên và móc vào khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn. Ta sẽ có được cái phần viền như thế này ha.
Các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng, lên 2 xích, móc vào khoảng trống ta vừa móc mũi móc đơn, móc vào một mũi kép đơn, bỏ qua hai khoảng trống và móc vào khoảng trống thứ ba một mũi móc đơn. Lên 2 xích và tiếp tục làm tương tự đến hết. Đến cuối vòng thì ta cũng còn dư lại được hai khoảng trống nè. Các bạn sẽ bỏ qua luôn cho mình tất cả các cái khoảng trống và đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời. Lên một xích, kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được phần viền cổ tay như thế này ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần cổ áo. Tạo cho mình một nút, kéo sợi len dài để thành một nút nè. Ở phần cổ áo thì cũng rất là đơn giản, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên của hàng móc ở phần cổ áo. Thì đây sẽ là chân đầu tiên ha. Đâm kim vào chân đầu tiên. Sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này, móc lên hai mũi xích. Đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó, móc tiếp một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và cho các chân móc còn lại luôn ha, cho đến hai chân móc mà mình tạo góc vuông đầu tiên. Khi móc lưu ý cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Móc tương tự cho mình cho đến hai cái chân móc mà mình tạo góc vuông. Sau khi đã có được các cái mũi kép đơn vào các chân móc đầu tiên rồi, đến hai cái chân móc mà mình tạo góc vuông của hàng bên dưới á, thì các bạn sẽ móc cho mình lần lượt vào hai chân đó, mỗi chân là hai mũi kép đơn ha. Chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn nè. Và chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn. Như vậy là ở đây mình đã tăng lên được hai mũi kép đơn. Từ đây các bạn sẽ tiếp tục móc cho các chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi kép đơn, cho đến hai chân móc tiếp theo là hai chân móc mình tạo góc vuông ha. Móc tương tự cho đến hai cái chân móc mà mình tạo góc vuông nè, thì hai chân móc này cũng móc mỗi chân là hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc đó. Và mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng luôn nha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng, đây hai chân móc mình tạo góc vuông cũng móc lên được 4 mũi nè. Hai chân này cũng tương tự. Góc vuông thứ ba cũng tương tự nè, hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Góc vuông thứ tư ha. Lúc này hàng móc đầu tiên của phần cổ áo mình sẽ tăng lên được 8 mũi móc. Để móc tiếp hàng móc thứ hai, móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai cho đến các cái hàng móc kế tiếp của phần cổ áo thì các bạn sẽ móc tương tự như nhau ha, tức là mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn và mình sẽ không tăng mũi cũng không giảm mũi, mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, tức là các cái hàng móc của mình đều nhau. Và các bạn sẽ dựa vào cho mình các cái hàng móc mà mình tăng ở phần thân nè. Ở đây mình tăng 7 hàng thì phần cổ áo nó sẽ ít hơn cái phần thân đó từ 1 cho đến 2 hàng móc là vừa đẹp ha. Size lớn hơn hoặc nhỏ hơn cũng vậy ha, cũng dựa cho mình vào tổng số hàng móc của phần thân, sau đó mình móc ít hơn tổng số mũi móc này ở phần cổ áo từ 1 cho đến 2 hàng là được.
Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 6 hàng móc cho phần cổ áo. Các bạn sẽ bẻ ngược cho mình cái phần cổ áo này ra ngoài. Thì mình sẽ có được một cái form cổ bẻ như thế này ha. Đây là phần cổ áo nè. Hoàn tất được phần cánh tay, cổ và thân rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại toàn bộ phần thân áo. Tạo cho mình một nút. Kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, mình sẽ viền từ phần cổ áo trước nha. Đâm kim vào chân đầu tiên của phần cổ áo. Kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Móc lên một xích. Móc vào chân mình vừa móc mũi dời đó, một mũi móc đơn. Từ đây lên 2 xích. Tiếp tục đâm kim vào chân mình vừa móc mũi móc đơn, móc vào một mũi kép đơn. Ở phần cổ áo mình sẽ có được các cái chân móc ha. Các bạn sẽ lần lượt bỏ qua hai chân và đâm kim vào chân thứ ba, móc một họa tiết. Gồm một mũi móc đơn nè, lên 2 xích và một mũi kép đơn. Vào cùng chân móc luôn nha. Bỏ qua hai chân, đâm kim vào chân thứ ba, móc một mũi móc đơn. Ta hoàn tất được hai họa tiết cho phần viền nè. Các bạn sẽ móc tương tự cái họa tiết này cho đến đầu của áo bên này. Lên 2 xích, móc một mũi kép đơn vào cùng chân móc mũi móc đơn. Bỏ qua hai chân, đâm kim vào chân thứ ba, móc một mũi móc đơn. Và móc tương tự cho mình cho đến hết. Khi đã viền lại được cái phần cổ áo rồi thì một số trường hợp nó sẽ không có đủ cái số mũi móc cho cái phần này, thì các bạn sẽ chừa ra cho mình tương đương cũng được nha. Tức là mình sẽ bỏ qua một chân cũng được hoặc là hai chân cũng được, nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Đâm kim vào chân cuối cùng, móc một mũi móc đơn ha. Cạnh tiếp theo mà mình viền nó sẽ không thấy chân móc mà nó sẽ thấy thân của mũi kép, thì các bạn cũng móc lên 2 xích, đâm kim vào chân vừa móc mũi móc đơn, móc một mũi kép đơn. Khác với phần cổ bên trên ta sẽ thấy chân móc và thân chân móc nè, thì các bạn cứ móc cho mình vào chân móc, bỏ qua thân chân móc, móc vào chân móc một mũi móc đơn, lên 2 xích, một mũi kép đơn nữa vào cùng chân móc đó. Tiếp tục ha, bỏ qua thân chân móc, móc vào chân móc, thân chân móc nè, móc vào chân móc nè, một mũi móc đơn. Ta sẽ viền lại cái phần cài nút nè. Tức là mỗi hàng móc nó sẽ tương đương với một họa tiết. Viền tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Sau đó mình sẽ viền lại cái phần lai áo. Lên 2 xích, móc vào chân móc đó một mũi kép đơn. Bỏ qua thân chân móc, móc vào chân móc một mũi móc đơn. Và móc tương tự cho đến hết. Đối với phần viền ở lai áo thì kết thúc phần thân này cũng móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn. Lên 2 xích. Tiếp tục một mũi kép đơn vào cùng chân móc. Đối với cái phần lai áo thì các bạn để ý cho mình nè, ta sẽ có khoảng cách giữa họa tiết sò và khoảng cách ở hai họa tiết sò, nó cũng có một khoảng cách như thế này. Thì các bạn cứ đâm kim lần lượt cho mình vào khoảng cách này và chính giữa của họa tiết sò ha. Móc vào đây một mũi móc đơn. Lên 2 xích. Tiếp tục mũi kép đơn vào cùng khoảng trống đó. Được họa tiết rồi thì đâm kim vào chính giữa của họa tiết sò nè. Một móc đơn, 2 xích, một kép đơn. Tiếp tục đâm kim vào khoảng trống ở chính giữa của hai họa tiết sò phía dưới là khoảng trống này, cũng móc một mũi móc đơn, 2 xích và một mũi kép đơn. Chính giữa của họa tiết sò kế tiếp, một mũi móc đơn
và làm tương tự cho mình ha, thì mình sẽ viền lại được phần lai áo như thế này. Viền cho mình cho đến hết thân áo. Sau khi đã viền lại được toàn bộ thân áo thì may cho mình các cái hạt nút và mình sẽ cài nút ở chính giữa của hai mũi kép đơn đầu và cuối ha. Ta hoàn tất được một mẫu áo như thế này. Chúc các bạn thành công!